Dạ, bây giờ chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại xin một bóc hộp kiểm tra máy nha. Hôm nay mình nhận được bao nhiêu đơn hàng em nha. Nên mình sẽ bóc ra kiểm tra cho em xem nha. Xem có ca nào xử lý đơn giản xử lý cho em xem nha. Ca nào khoai và phức tạp mình có xem mình xử lý sau nha. Okay, mình sẽ bóc từng đơn một nha anh em nha. Đầu tiên thì mình sẽ bóc đơn hàng của bạn Điền Danh gửi cho mình từ ấp Xẻo Sâu. Không biết ở đâu, mình không biết bạn này gửi từ đâu. Phạm Điền Danh. Ok. Hộp gửi cho mình hơi móp méo chút nha. Rồi, mình sẽ bóc ra nhanh, xử lý nhanh không? Ok anh em, Lenovo à. Nội dung điện thoại lôi Lenovo Z5 bị bung trên socket trên main, phần socket bung ra dính vào cáp, cảm ứng vân tay không nhận, bị đứt cáp và khỏi màn hình chữ N. Ok, máy này bạn này đã chụp ảnh cho mình rồi. Cáp vân tay không nhận này. Cáp này gãy đôi rồi. Nhưng mà cáp này đã gãy đôi rồi, đứt lìa chỗ này rồi. Đây. Socket đây. Rồi, cái này mình sẽ tìm socket mình đóng cho anh em xem sau nhé. Tạm xong rồi bên. Tiếp theo thì mình sắp đơn hàng của bạn Nguyễn Minh Thân gửi cho mình thành phố Hồ Chí Minh nhé. 7 nguyên hộp nha. Đây là nguyên kiện. Em không biết anh tên gì, mong anh xem giùm em con này bị rớt nước có cứu được không? Em đem ra tiệm bảo cứu không được, em ấy rớt nước cũng 4 tháng rồi, dịch quá em không gửi. À, em không gửi, anh xem giùm em nay hết giãn cách gửi anh xem mộ. 4 tháng cả, càng đấy. Rớt nước 4 tháng thì hơi càng. Thật đi đi tìm cứu được rất nhiều quá mà để lâu đến oxy hóa hết thì chắc là bó tay nhá. Thân OBN vô nước, ok, máy dính nước. Mà đã qua tiệm không được à? Cái này thì hơi căng đấy, máy lắp rất kênh nha. Mình sẽ xem sơ bộ xem có dạng cứu thử xem cứu được không nha. Máy không ốc ếch gì cả. Nhìn bên trong trong cũng đến nỗi nào đâu nhỉ. Test sơ bộ xem có cứu nổi hay không. Có thời gian mình sẽ cứu, cố gắng. Làm sao anh em dính sớm này, dính lâu thì cố gắng làm sao tháo ra sấy được nhé. Nếu để im 4 tháng trời nó gì thì chắc không biết gì đến mức nào. Thợ trước tháo lìa cáp ra này anh em này. Thấy không? Mình chưa tháo theo đứt lìa cáp rồi nhá. Lìa một cái cáp này. Xem mấy bạn đấy gì đến mức nào này. Nói chung là tháo ra không thể mở ra, không thể lắp ốc ấy gì cả. Chắc là chết rồi, họ trả về thì có thể họ không lắp vào. Là khó cứu đấy. Nguồn dao động rất dị, rất khó cứu thôi. Mình cứ xem qua cho em xem thế nào đây. Chứ ca này là cũng hơi khoai đấy, bởi vì bốn nước, dính nước 4 tháng trời thì cũng hơi căng. Không dám chắc cứu được anh em ạ. Trong bên sạch sẽ phết đi chứ đi nữa ở đâu anh em. Nếu trong sạch sẽ này chắc sẽ cố gắng cứu cho bạn ấy xem sao nhé. Dưới nước thì nhìn qua không thấy nhiều nước lắm. Sẽ mở mấy cái lồng này xem thử. Bên trong khá sạch đấy. Dính có vẻ ít thôi. Thôi được rồi, để mình sẽ kiểm tra xử lý sau đi. Mình sẽ bóc nốt cho em xem đã. Chắc nước vào một chỗ lòng mặt này.
Rồi, mình sẽ tạm để sang một bên. Rồi mình sẽ xử lý chỗ này xem. Ok, tiếp theo mấy đơn hàng của bạn vào ngay ở Lào Cai nhé. Rồi, à, cái máy này là máy bảo hành nhé, anh em nhé. 11 Pro Max nhé, con này bị lỗi là mất mic. Rồi, này mình sẽ kiểm tra xử lý bảo hành lại cho bạn đấy nhé. Bạn thay thử cáp như bảo vẫn mất mic, mic vẫn bé. Rồi, ok. Đây, mất hẳn mic đây. Alo. Alo, tới gần thì được nha. Nhưng cái này chắc vẫn phải kiểm tra lại. Cái này bên vỡ kính nhá, từ trước nhá. Rồi, ok, cái này thì mình sẽ kiểm tra mic hơi bé như thế. Cần thêm sẽ thay mic, bên tại ghi âm thì nó rất bé nhá. Em nhé. Thước này, không chạy này. Nó thật to và alo, đấy mới chạy nhá. Mình anh em nói nó phải thu vào bình thường nhá. Con này mic kia đang hơi bé nhá. Mình sẽ kiểm tra lại bên đấy xem sao nhá. Nhưng mà cái máy thường bình thường thì ghi âm sẽ rất to nhá. Đây mà bình thường mà em ghi âm nhá. Alo, để rất xa nhá. Đoạn lên như này. Đấy. Đây mình để mức bé thôi, không phải mức to đâu. Ok nha. Rồi, ok, tạm gác sang một bên. Và này là cũng là biết thay thế linh kiện nên bạn ấy tự tháo ra thay một số thứ rồi nhưng không được. Rồi, cái đấy mình sẽ hỗ trợ. Rồi, tiếp theo mình sẽ bóc đơn hàng của bạn Hồ Quốc Khánh gửi cho mình từ Lâm Đồng nhá. Ok anh em, kiểm tra mình nha. Đây, máy bạn ấy đây rồi. Để báo bột khá kỹ nhé. À, một chiếc bài vừa đập, à nhớ ra bài này rồi. Rồi, con này thì mình sẽ kiểm tra xem có lên nguồn hay không. Nó đọc hơi nặng lắm. Nhưng mà main không quá cong, thấy mặt main thì không quá cong thì mình xem có cứu được không. Thấy không? Đập như thế này, bạn ấy xong bạn ấy muốn thay vó kiểu. Đổi màu nữa cơ. Hồi nó hôm kiểu này đứt rồi. Hơi căng rồi đấy, hôm của bạn ấy đứt rồi. Thế này thì phải cân đối lại xem con cứu hay không. Rồi, chờ chút mình sẽ bóc nha, mình bóc đôi hộp cuối cùng đã. Mình sẽ xem qua bài cho anh em xem nhé. Ok, tiếp theo đơn hàng của bạn Phạm Công Sở gửi cho mình từ Bến Tre nhé. Hộp khá nhỏ nhưng khá nặng, không biết là hộp gì. Anh em cùng bóc ra kiểm tra với mình nhé. Rồi xem qua là phân bày. Này con cây máy đen nát nát, xem có sống hay không. Hộp này cái chữ Nokia 520. Hộp Nokia ngày xưa đây. Một thời đấy anh em nha. Nó là niềm ao ước bao người đấy. Siêu phẩm ở đây. Một bên 6G bao tu nhận debu. Gito 25 lỗi, debu thì chết đổ rồi. Còn bên này mét 3 ô tô nhận debu, Gito 20 lỗi, 25 mét thì bỏ đi. Chết đỏ. 4 main lên 1 main này. 1 main 5SE. Cũng debu bỏ lỗi trừ 1. 1 main 4S Gito bỏ lỗi. 4S thì bỏ đi bạn ơi. Bây giờ mình nhận gì main 4S đâu. 5 mét mà Gito lỗi thì nhận từ 6 giờ trở lên thôi. Cho main bạn tình trạng như nào? Nhiều quá. Thằng nào nặng hết là phải. Em giúp đỡ sửa chữa dùm, cảm ơn. Có gì là Phạm Công Sở. Ok. Rồi, xem nào.
Những con mà 4 vip thì khả năng là bỏ qua đi anh em ạ. 4 bây giờ đến nó cáp sạc, cáp nguồn mình không có, cáp để chạy máy tính mình bỏ rồi. Nhiều lúc có một số anh em cần ở chạy lại kiểu mình cũng hơi ngại nhưng thôi. Đôi khi là sẽ bỏ qua. Trong lô này thì xem nào, main 5S 3 cái này, một cái là 4 cái này. Bên toàn bên chết thôi, bên toàn bên đóng rồi nhá. Còn bên này là zin này, cũng đã đóng lồng rồi nhỉ. Thôi mình sẽ kiểm tra sơ bộ cho anh xem thế nào. Sau lô này bên tầm bên cũ thôi. Một bên 5SE cũng đục bê bết rồi nhá. Ui là những bên nát lắm anh em ạ. 2.4 thì thôi đừng gửi làm gì nữa anh em nhá. 2.4 thì gửi làm cái gì nữa cho khổ ra. Bên 6 nhận đẹp u chỉ toàn 100 lỗi à. Nhắc thử ra xem nào. Có bên này là đời gọi là cao cao thôi. Còn 5SE kia trông cũng nát lắm. Ổ cứng không chưa đóng. Những con này mà ổ cứng còn ngon rồi nó sẽ đóng lại ổ được đấy. Bên trong không cong keo cho lắm, cong nhẹ thôi, đập móp chỗ này này. Bên đập vỡ cái xe chuông này anh em này. Này. Những con này vỡ này thấy nứt nứt đi không? Đấy. Rồi, toàn bên mới đập thế này thì khó ăn lắm anh em ạ. Đấy là vỡ con chuông rồi nha. Trên này vỡ gì nữa không? Nếu vỡ nữa thì bỏ qua không làm. Đây, hiện tại là vỡ xe chuông là một này. Đấy, máy về debu thì ổ cứng có vấn đề rồi. Rồi, lô main này mình sẽ xử lý sau đi. Lô main này toàn main hơi cũ và chất lượng nó hơi kém rồi. Hơi nát rồi, sửa lên độ bền chắc cũng không cao đâu. Mình tạm gác sang một bên nhé. Rồi, anh em cùng kiểm tra con 7 và lớp này với mình xem có sống được không nào. Với tình trạng cong như thế này. À, em nhìn thấy cong không? Nút home thì lìa rồi, khả năng là đứt nút home rồi. Mình sẽ tháo cái sim ra trước. Mình xem bên còn sống hay không. Bên trong thì trông có vẻ cũng zin đấy, hơi bụi bặm tí thôi. Ok, mình sẽ mở ra kẹp nguồn thử. Nếu chết nguồn thì ta xử lý nhẹ, nặng quá ta bỏ qua. Bên cũng cong rồi. Nên lỗi nhẹ thì ta cũng làm. Con này cần thay màn, thay vỏ, nó nhiều thứ quá. Giống như con 11 hôm trước làm cũng xong, cũng có ăn thua gì đâu. Mở ra vùng bên dưới nó gãy bé bét ra. Vùng là vỡ cả bên bên, cũng chẳng sàn ở bên dưới. Thành ra là sửa lên được nguồn thôi, không làm được gì. Cái nút hôm này bạn ấy tháo cho em xem luôn này. Hôm chắc là đứt lìa mất rồi. Thấy bay cả ra ngoài. Đấy, nút hôm đứt lìa này. Được không? Lìa cuống luôn nhá. Cuống nào ở trên này bị tháo ra rồi này. Hơi buồn một chút. Không sửa xong lại hơi tốn chi phí. Rồi, nếu con này để kiểm tra xem bên sống thì bắt đầu tiến hành phục hồi, còn bên chết thì bỏ qua anh em nhé. Chỉ cần nguồn nó xem thế nào. Hiện tại thì mình vẫn lên đấy nhé, thấy có dao động nhé. Lắp một cái màu qua thử nha anh em nhé. Bên hơi cong một chút nhưng mà xem nó có sống được đầy đủ chức năng cơ bản không. Nóc cao mà thế cắm trước cắm sau xem thế nào. Sợ đập như này thì cắm sau điện chết là rất cao nhá. Mình hơi cong mấy con này nó có đóng xong đâu thì test lại cho cẩn thận nhé. Đã lên hình nhá. Ok em, hãy vẫn sống nguồn nhá. Gò 03, 01, 04. Sơ bộ xem nào. Trông như thế vẫn sống anh em ạ. Rồi sẽ vào lên test full chức năng để mà tiến hành xử lý đóng thay các kiểu cho bạn này. Ôi thật lại vội hóa.
Ok, chờ chút để mình thử xem nào. Điều đầu tiên mình sẽ phải là test cam trước. Cái cam là cái đắt tiền. À, cam vẫn sống nhá. Cam trước thì mình không test được nha. Để cam trước là cam của mình nha. Cam kia là cam của này kia nhá. Đây là cam trước của mình nhá. Không phải cam của này đâu. Rồi, đến thứ hai là test sơ bộ xem wifi, phùng có kiểu chức năng cơ bản hoạt động hay không. Bật được nhưng mà nghe bắt chậm. Ok, cơ bản là vẫn bắt được, wifi là vẫn sống đã. Tiếp theo đến audio. Wifi chưa bắt được nhưng audio là còn rất hay lỗi khi đánh rơi. Chia buồn với em. À đây vẫn chạy. Hơi ngu một tí nhưng mà vẫn chạy. Ok, như vậy là cơ bản là máy vẫn đang sống. Nó test đến sim sóng nữa. Nút home thì bạn ấy đứt rồi. Chắc là con này nếu phục hồi lại thì có thể bạn ấy sẽ bỏ nút home đi. Ok, các chức năng cơ bản mình sẽ test xử lý sau. Rồi mình sẽ phục hồi cho anh em xem sau vậy nhé. Tạm thời thì mình sẽ tạm ngừng video này tại đây. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi của mình. Hẹn lại anh em ở những video tiếp theo. Hôm nay gặp toàn cái khó thôi, không có cái nào dễ cả. Còn thì đây nha, mình sẽ tiếp tục để con này sang bên. Thì con này sẽ cần rất nhiều đồ và test thật kỹ. Nhất cả mê ra ngoài test thật kỹ mới xử lý được hết cho bạn đấy cơ. Cần thêm mình sẽ lấy vỏ, bạn này yêu cầu độ lên vỏ 8 nữa cơ. Rồi, mình sẽ xử lý test kỹ rồi xử lý cho bạn đấy nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra Lenovo của bạn này xem thế nào nhá. Của bạn gì đấy nhá. Socket thì chắc nếu hỏng socket đóng thì đơn giản thôi, chẳng có gì phức tạp ở đâu. Chọn này mình xem socket nó như thế nào. Mới mất một nửa luôn. À, chắc mới thay pin thì sao ấy, pin mới nhá. Hiện tại thì mình sẽ kẹp thử màu trong lên đúng nhá, vì thấy cắp cắp màn hay có dấu hiệu rách này. Lõm các màu một chút này. Thử kẹp nguồn xong có lên hình gì không đã. Nếu lên được hình ta mới tính tiếp, vì nhiều lúc không lên được hình. Thì đã hỏng màn hình rồi sửa làm gì nữa cho nó khổ ra. Lần này kẹp nguồn không pin không lên anh em ạ. Dòng Lenovo nhiều khi khó kẹp nguồn không pin là không lên được nguồn. Đấy, phải có pin mới lên nguồn nhá. Không pin không lên được nguồn đâu. Ok, hiện tại nó đang hỏng socket sạc. Thì mình sẽ thay socket này thôi. Chắc không có vấn đề gì cả. Đây bình thường ạ, socket này mình sẽ tách nhẹ cái chân còn mắc ở trên này ra nhé. Trên này còn mắc cái chân nhé. Xem kiểu chân là kiểu chân nào. Chân nó đây nha anh em nha. Chân khá nhỏ nha. Đây nhỏ này dễ gãy lắm. Rồi sao máy lên nguồn đã. Ok. Máy lên nguồn bình thường nha. Rồi mình sẽ này tháo ra để tìm cái socket connect nào nó vừa để đóng vào. Chân màn hơi xấu một tí. Hy vọng không sao. Sẵn ra tháo ra tháo vào nhiều nó hỏng thôi. Và để cái sim trong này này. Ok, mình Lenovo mà cũng làm ngay cũng gớm gớm đấy nhỉ. Ok anh em nha, đây, nó như thế này. Hai chân là hai chân giống nhau. Loại này ngay chân cũng hơi không thông dụng anh em ạ. Chứ còn đây này ngay cũng rất ít, không thông dụng cho lắm. Rất bé, rất mảnh. Đó, chân cực bé và cực mảnh. Hay thì mình tìm thử xem có chân không đã. Ok anh em, sau một hồi tìm kiếm mình đã tìm thấy chân connect của một con Asus giống nhá. Giống EasyFox nhá. Trước khi thử anh em nên đóng thử connect để vào nhá. Đây hai con này sẽ giống nhau EasyDock này. Rồi mình sẽ ướm thử chân connect của nó vào đây trước. Đếm chuẩn rồi đã, thì ướm thử vào nếu đóng ăn thì anh em dễ anh đóng cho kết nhé.
Ok luôn anh em nhé. Còn đây này giống kiểu cùng kiểu với nhau nhé, giống kiểu đây mới đóng vào nhá, không giống kiểu anh em đóng vào không lắp được nách vào đâu. Đây xem lại này, à, cái cấu chiều dài bằng nhau nhá. Ok, thế thì anh đục cái chân con nách này trước, rồi đóng sang bên bên kia là ok rồi, không gì phức tạp cả, nhưng mà đóng khéo nhá. Nếu cái là khó lấy quá thì em có thể lật mặt sau để lấy nhé. Đây mình lấy mặt sau nhé. Mình lấy mặt trước cho anh xem như thôi, nhưng mặt sau đã an toàn nhé. Về chân này số lượng cũng có hạn thôi, cho nên mình sẽ lấy từ mặt sau. Kho mặt sau, nó gạt nó xuống là được rồi anh em ạ. Ủa, con này gãy chân rồi, nghe không? Chơi buồn được một cái chân thì nó gãy mất rồi. Chân này rất yếu, rất dễ gãy anh em nha. Rồi tìm chân khác thôi. Ok, rất may mắn thì mình còn một bên khác nữa. Để chân con nách đấy nha. Chân này rất ọp ẹp nha anh em nha. Nhưng đóng cẩn thận, không nhiều đâu để mà lấy đâu nha. Rất dễ gãy luôn. Đấy là khỏi mặt sau. Đẩy nhẹ thì nó ra gãy luôn rồi. Không sao. Đây không? Mà sao đục sáng nha, cho nên mới đẹp nhá. Giờ công đoạn quan trọng nhất là đóng vào cái bên này. Thì con nó chỉ duy nhất một cái thôi. Cái sạch rồi mình còn đúng cái duy nhất thôi. Tìm con này cũng khó đấy, nó ít cho nên là khó tìm. Rồi, đoạn này sẽ cho lên kính đóng ra nhìn nó dễ nha. Nhìn thấy nó cũng tương đối là sát rồi đấy. Nhìn anh em nhìn có thể hơi lệch một chút nhưng mình cảm thấy tương đối vì tùy góc nghiêng khác nhau. Ok, vậy đã đóng xong nhá. Nhìn lại kỹ xem có hở đường nào thì coi như là dùng màu hàn để vuốt lại, nó chuẩn thì ít hở lắm em ạ. Lại em chuyển cầm cái tay cà nhẹ một lượt, cà nhẹ cho nó chưa là lắc. Ok nha, như vậy là đóng socket đã xong, bây giờ lắp vào test máy cho bạn là ok đó thôi, không có vấn đề gì cả. Lắp máy cắm sạc lên là ok thôi, chân khá đẹp như zin.
Em sẽ lắp thật nhẹ nhàng nhé. Ok, cắm sạc thử xem lên sạc hay không. Ok, đã nhận sạc. Hai anh em thấy chưa? Như vậy là mình đã xử lý xong con Lenovo này của bạn ấy nhá. Mình xin phép kết thúc video này ở đây nhá. Anh em nào thấy hay gửi like share giúp mình nhá. Máy đã nhận sạc bình thường nhá. Hẹn lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Mình khởi động hơi chậm tí. Sạc đã báo bình thường nhé. Ok, máy đã báo sạc bình thường nhé. Rút sạc đây này. Không báo gì này, cắm sạc vào. Ok, máy đã sạc nhá. Loa đã có nhá, loa ngoài đã có đầy đủ nhá. Ok nha, mình xin phép kết thúc video xử lý con Lenovo này ở đây nhá. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi và ủng hộ mình. Chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.